xin được chào quý bà con cô bác anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại là Linh đang có mặt ở đám tang của nghệ sĩ Vũ Linh nha bà con. Hôm nay là ngày thứ ba rồi, đây là buổi tối 7/3 nè bà con. Tình hình ở đây thì rất là đông đúc, Linh cũng mới tới nè bà con, thì xe cộ với lại nhiều người tập ở đây rất là đông. Không biết là vô cúng có được quay không, biết vô trong không biết có được quay không. Không, tôi quay hoài không được. Đông quá bà con ơi, rất thật luôn bà con ơi. Đây bà con ơi, vô xếp hàng trong này. Đây đông lắm nè bà con ơi. Sĩ nào đây? Không biết nữa. Không biết luôn. Không thấy. Ở đó chúng ta đâu đông không thấy. Đây phía trước ra đường lớn nè bà con. Qua căng dây ở đây. Rất là đông đúc ở đây. Đường lớn phía trước này. Nó sẽ cổ tới. Sư cô đi vào cúng nhờ ạ. Đây mấy sư cũng có mặt ở đây rồi nha bà con, để cúng nhờ ạ. Bây giờ hết mà đông. Bà sĩ nào tới đây bà con ơi. Chồng tôi nó mấy anh trong quân đang làm nhiệm vụ cho bà con, mình rất là đông. Tới cuối cuối không được cái dưới luôn. Ca sĩ Kiếm Thị Bolero đã đi ra rồi bà con. Tôi biến xong rồi bây giờ đi về. Đây rất là đông rồi. Thank you.
Rất là đông và còn hai bên đường. Đi hướng nào ba người đứng chừng. Đây là hướng các nghệ sĩ đi vào để viếng chú Vũ Linh. Mình hướng vào cũng như là hướng ra có hai hẻm thì một con. Đây đông lắm. Sĩ nào xuất hiện đây? Chí Hải. Đây anh Bảy anh để bóng đông quá bà con ơi. Thành YouTuber chen gì đó hết luôn rồi. Không còn chỗ để thở luôn. Đó mọi người ca xin vía thì xin vía đây dạng lắm luôn nè. Bà con nhìn thấy không? Mù rất là đông đây. Còn cái thì. Bà con ơi, bà con xem nè. Mù qua bảy bóng hết trời luôn nè. Không cho đi vô luôn. Bạch tính luôn. Đông quá đông luôn. Đứng chỗ luôn, khỏi đi luôn. Mày di chuyển qua tới bên đó rồi bà con ơi. Trời ơi, kéo anh bị bóc qua tên đó luôn rồi. Rồi vô chỗ luôn rồi. Kéo từ đầu đường cho tới gần tới chỗ luôn rồi. Chưa được đi ra nữa. Không có đồng. Ai ai tặng hoa đây đây là những cái khó tiếng nha trên mạng nó đi đồng quá đồng được qua tới đây rồi cuối cùng cũng được qua tới đây rồi.
Mấy cái chai do không đây một phần. Rồi, anh chị vô rồi xong rồi. Thì đẩy qua phía đó nữa rồi. Đẩy qua phía đó nữa bà con ơi. Không được vô rồi. Các anh chị vô tất đẩy qua đó luôn rồi. Cho ra về rồi bà con ơi. Về rồi. Về rồi. Không được vô, về rồi. Vẫn còn xếp hàng nha bà con. Đây có cái chốt ở đây luôn nha bà con. Ở trong hẻm chốt ở trong và chốt ở ngoài phan đường luôn mình Phú Nhuận ra tới đầu đường nha bà con. Đây cảnh rất là đông đây, từ trong ra đầu đường lớn nè, mọi người xếp hàng đây rất là đông này để được đi vào khu chế biến lên đây bà con. Đây là đầu đường nè bà con, ca sĩ diễn viên sẽ đi từ đầu đường nhà vào. Đông quá bà con ơi, không biết ca sĩ nào tới mà vội vã quá. Đi luôn rồi bà con ơi. Ai mà cũng được đón tiếp dữ dằn đây nè. Chuẩn bị rốt rồi bà con. Thầy thích Tâm Phúc đây. Tâm Phúc nha. Gia đình này rất là nhiệt.
cho thầy vô cả nhà. Anh giáo hiền rồi con ơi, anh giáo hiền anh đi ra rồi con, không ai hay không ai biết chừng á, anh có che không ai biết chừng rồi con ơi, anh đi về đây. Chỉ có Linh phát hiện ra anh thôi. À, anh đi vô lặng lẽ và anh đi về lặng lẽ. Đây. Đi xa quá rồi, xe tốt thằng kia. Xe quốc anh Hiếu Hiền thằng kia. Cái nghệ sĩ nào đây? Đó. Cái nghệ sĩ nào đây cho chút. Cũng không biết tên nha cô chú. Hàng ở đây luôn đó là bà con. Xếp hàng là ở phía trước luôn rồi. Anh chỗ xếp là phải xếp hàng phía trước luôn. Xếp hàng bên hông giờ xếp hàng phía trước luôn. Tiếp trước thì có anh chị hỏi lên là chú Hương Hộ bao nhiêu á, thì chú Hương Hộ 65 tuổi rồi con. Đang dây tới trong luôn rồi bà con, để cho người dân mọi giờ biết ha. Còn năm cũng nữa cho khán giả vào thôi. Bây giờ người dân nhiên trước cho bà con rồi tới anh em nghệ sĩ nha. Người dân còn 5 phút nữa để khen cho nghệ sĩ ở bên trong thì cũng có một cái kênh của tiền nhà quay á, không được ai thì mình vào nha. Cố gắng cố gắng để quay được rõ chúng có thể tự nhiên xem thôi. Nghệ sĩ giờ vô hấp nhang nha bà con. Nhân đã hết xong rồi, giờ tới các anh em nghệ sĩ nhóm ngồi vô một lần để hấp nhang cho nghệ sĩ Vũ Linh. Vũ Linh vẫn tích cực ở đó nha bà con. Đây anh Vũ Linh đây. Đây có thầy khách tâm phúc quay chuẩn bị vô bà con. Cái gì đây em biết nữa, có cái anh ca sĩ hay là ở trong này nè, ở phía trong sao á, nhìn rõ diễn viên á. Đây vô cúng rồi nè bà con. Mày cũng nhanh vậy. Không,
Cảm ơn quý bà con đã theo dõi kênh của Linh nha. Quý bà con nhớ bấm đăng ký like share của mình để Linh có cơ hội và đồng hành video tiếp theo nha. Thì bây giờ Linh sẽ tạm kết thúc video tại đây. Linh sẽ cập nhật tình hình tiếp theo cho bà con xem vào những ngày tới nha bà con. Còn ngày mai nha. Bây giờ là 10 giờ rồi bà con. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.